Đang có mặt ở resort Topaz, là một trong những resort mà rất nổi tiếng trên thế giới. Và đây là chuyến đi tưởng thưởng dành cho passionista cũng như là artistry star thế hệ thứ hai. Vì sao chúng tôi vô cùng quan trọng, chú trọng vào passionista cũng như artistry star? Bởi vì các anh chị là những lãnh đạo tiên phong để xây dựng cộng đồng, và đặc biệt đó là cộng đồng làm đẹp Home Beauty.